Kids Cafe mô hình kinh doanh khu vui chơi cực hot phần 2. Trong phần trước chúng ta đã lý giải cho cơn sốt đầu tư Kids Cafe trên thị trường. Nếu bạn chưa xem hãy vào kênh chúng tôi để xem phần 1. Và trong phần 2 trẻ em Việt sẽ chia sẻ cho bạn những lưu ý để thiết kế và kinh doanh Kids Cafe đạt hiệu quả cao. Đầu tiên nên thiết kế mô hình Kids Cafe như thế nào? Thứ nhất, chọn một phong cách thiết kế chung cho quán cà phê và khu vui chơi. Nên có sự đồng nhất về màu sắc, đặc biệt nên sử dụng tông màu pastel vì rất được ưa chuộng. Thứ hai, chọn mô hình khu vui chơi có diện tích phù hợp với quán cà phê. Nếu quán cà phê lớn nên chọn những mô hình khu vui chơi lớn và ngược lại quán cà phê nhỏ thì nên chọn những mô hình khu vui chơi mini. Thứ ba, lựa trang thiết bị, đồ chơi thích hợp với phong cách thiết kế và với độ tuổi, sở thích của trẻ. Lưu ý chọn kích thước trang thiết bị, đồ chơi sao cho phù hợp với quy mô diện tích của Kids Cafe. Tiếp theo, làm sao để kinh doanh Kids Cafe đạt hiệu quả cao? 1. Menu nên kèm theo thức uống cho trẻ. Bên cạnh sữa thì có thể dùng nước trái cây, sữa chua hoặc kem ly. 2. Thực hiện quảng cáo đa nền tảng Kids Cafe đến với khách hàng, đặc biệt là qua các trang mạng xã hội. 3. Tổ chức sự kiện vào các dịp lễ như Tết, Trung Thu, Halloween để tạo sự mới mẻ và thu hút khách hàng. 4. Tạo ra các gói tổ chức tiệc, sinh nhật để tận dụng không gian và tăng thêm doanh thu cho mô hình Kids Cafe của bạn. 5. Phục vụ chuyên nghiệp, nhân viên thân thiện hòa đồng, mang lại trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng. Cuối cùng, chú trọng khâu vệ sinh, đảm bảo không gian khu vui chơi luôn được sạch sẽ và tuân thủ các quy định về vệ sinh và an toàn thực phẩm. Hãy like và theo dõi kênh của chúng tôi nếu bạn thấy những thông tin trên bổ ích và để có thể nhận được thông báo về những thước phim mới nhất từ chúng tôi nhé.